Thưa quý vị, nằm không quá xa quốc lộ 14 và cũng không thuộc khu vực vùng sâu vùng xa, nhưng từ nhiều năm nay, những hộ dân thuộc tổ 4 thôn Phú Bình, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước vẫn chưa được tiếp cận điện lưới quốc gia. Trước nhu cầu bức thiết, các hộ dân ở đây đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng đầu tư kéo điện về khu dân cư. Tuy nhiên, qua gần 2 năm triển khai, thành quả chỉ là 16 cột điện hạ thế được chôn ngay ngắn nhưng chưa có dòng điện sinh hoạt nào về với người dân. Đã 30 năm nay, việc thắp sáng vào ban đêm của gia đình ông Lê Ngọc Minh và những hộ dân tại tổ 4, thôn Phú Bình, xã Phú Trung đều phụ thuộc vào những chiếc đèn dầu. Năm 2015, trước nhu cầu bức thiết về điện, gia đình ông đã bỏ ra 50 triệu đồng đầu tư điện năng lượng mặt trời áp mái. Tuy nhiên, hệ thống này cũng chỉ giúp gia đình giải quyết một phần nhu cầu thắp sáng vào ban đêm. Mà mua một cái bình bây giờ 150 ampere để dùng cho thắp sáng thôi. Chưa dùng được một cái gì cả, chỉ dùng thắp sáng là trị giá 2.850.000 đấy. Mà cái bình này thời gian dùng lại chỉ được có 2 năm là bình đến một nơi, chứ 2 năm lại bỏ 2.8 triệu mà 10 năm là 28 triệu. Thì tôi thấy cái đây là cái đời sống bà con tôi quá vất vả, mà là một người nông thôn, nhưng mà chúng tôi chỉ là cây điều cây cao su mà mấy năm nay lại mất mùa mất giá. Đây cũng là tình trạng của nhiều hộ dân trong thôn, thiếu điện ảnh hưởng rất nhiều tới sinh hoạt, đặc biệt là việc học hành của con trẻ. Rất cực khổ cho người dân, mà rất chi là thiệt thòi cho các cháu. Các cháu bây giờ nó đang học, mà thời buổi bây giờ nó học nhiều lắm. Mà đang học thì bình SQ hết điện. Bởi vì mùa này là mưa nhiều thì không có ánh nắng. Mà không có ánh nắng thì các cháu đang học là mất điện. Là rất khổ và rất thiệt thòi cho các cháu. Trước nhu cầu bức thiết về điện sinh hoạt, 8 trong tổng số 14 hộ dân ở tổ 4 đã kiến nghị nhiều lần với các ngành chức năng, đồng thời họp bàn xin chủ trương của xã Phú Trung, huyện Phú Riềng ký kết với công ty Thái Lai tự đầu tư lưới điện trung thế, hạ thế có chiều dài gần 3 km với số tiền 850 triệu đồng. Người dân thậm chí chấp nhận bồi thường cây cao su nằm trên hành lang lưới điện, thuê đơn vị đo đạc mốc giới với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, qua gần 2 năm triển khai, đơn vị thi công chỉ mới chôn được 16 cột điện hạ thế, lưới trung thế, có chiều dài 2,2 km, song chưa thể thi công được do vướng về thủ tục bàn giao hành lang lưới điện giữa các ngành chức năng. Thế nên người dân chưa có điện để sử dụng dù đã phải bỏ số tiền khá lớn, trong đó có cả vốn vay ngân hàng. Từ bà con nhân dân ở trong thôn, ấy, người ta cũng ủng hộ là trên hiến đất để làm cái con đường để kéo cái đường điện vào nó khoảng cỡ gần 4.000 mét vuông. Để làm cái đường điện thì cũng mong mỏi rằng chúng thay mặt cho bên chính quyền bên thôn thì cũng mong cho các cấp các ngành này kia là quan tâm những cái nào mà còn chưa được thì cố gắng này kia để cho nhân có cái ánh sáng về cho các cháu.